Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh siêu thúc của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay thì lên sóng với tất cả mọi người. Các bác ơi, các bác có thể thấy ở đây đó, ngày hôm nay thì số lượng kho USB hàng chính hãng nhập kho rất là nhiều. Ở đây là một thùng USB vừa mới nhập kho xong. Thì đối với phiên bản này, cái USB này sẽ có là 4GB nhá, 4GB. Và ở bên trong này rất nhiều bác khách hỏi em là: em ơi, cái dòng sản phẩm USB này là có cần phải dùng thẻ nhớ vào không? Nhưng các bác chưa hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Đối với dòng sản phẩm USB này, hàng chính hãng này, thì bên trong này nó đã cài một cái vỉ thẻ vào trong này rồi. Chúng ta chỉ cần cắm vào thiết bị thôi. Ví dụ như là cắm vào laptop này, máy tính này, hoặc là chúng ta sử dụng trên các thiết bị như là loa điều khiển từ xa hoặc là âm ly. Đó, tất cả những cái thiết bị dẫn đây đều có thể sử dụng được dòng sản phẩm này. Đây là một cái mẫu phiên bản của hàng Kingston. Đó, hàng này là hàng chính hãng luôn. Và tất cả hàng chính hãng, các bác phân biệt giúp em, ở trên tem của nó phải có tem nhỏ phụ. Hàng của tem nhỏ có chữ FPT như này. FPT đây là một cái phiên bản hàng này, hàng hãng mọi người nhé. Đối với dòng sản phẩm trên thị trường không có cái tem phụ FPT này thì 100% hàng đấy là hàng nhái, hàng nhái sản phẩm hãng của Kingston. Đó, cho nên là những cái sản phẩm này nó sẽ dùng, nó sẽ rất là kén thiết bị là một này. Với cái thứ hai, độ bền của nó sẽ không cao. Đó, và cái hàng này, hàng của FPT này, của Quỳnh Phạm cũng xin báo giá luôn này. Một cái USB hàng như này kèm theo cả file tiếng chuẩn luôn cho anh em, sẽ có giá là bao nhiêu? 99.000, không bao cước. Anh em lưu ý nhá, anh em lấy từ 5 cái trở lên, 5 USB này trở lên, Quỳnh Phạm sẽ hỗ trợ phí vận chuyển toàn quốc luôn cho anh em. Và lưu ý luôn là nếu anh em lấy mà không cóp thẻ tiếng, em sẽ để cho anh em với giá cực kỳ là tốt luôn. Vậy sẽ có giá là bao nhiêu? 70.000 một chiếc. Anh em lưu ý nhá, giá cả báo giá công khai rõ ràng luôn. Hàng này em xin cam kết hàng chính hãng Kingston. Hàng Kingston này toàn bộ là chữ thương hiệu của nó toàn bộ là dập chết vào như này, dập chìm như này mọi người nhá, dập chứ không phải là in. Cho nên là hàng này các bác yên tâm. Và trên này nó có này, DTS-E9 4G. Đó, và bên cạnh sườn này nó đều có ký hiệu hết các bác nhá. Đều có ký hiệu ở trên sườn này hết các bác này. Đấy, các nhìn thấy không? Có một dòng chữ ký hiệu trên sườn này. Hàng hãng Kingston này có tem của FPT, nhập khẩu chính hãng luôn về nước. Cho nên là tất cả những cái hàng này các bác dùng nó yên tâm. Thứ nhất là bền, thứ hai nữa là dùng nó, dữ liệu của nó cóp được rất là nhiều các bác nhá. 4GB thì tương đối là nhiều dữ liệu rồi. Đó, nhận hàng kiểm tra và thanh toán, lưu ý phải có tem FPT. Còn nếu mà không có tem phụ ở FPT ở bên trên USB này thì 100% thì các bác đã mua phải hàng kém chất lượng. Và hàng nhái của nó thì nó sẽ hay bị lỗi là một này. Với cái thứ hai nữa là các bác dùng nó sẽ bị kén thiết bị. Đấy là những cái nhược điểm của dòng sản phẩm nhái, nó sẽ không đạt được, nó không đạt được như cái dòng sản phẩm chính hãng. Chính hãng này các bác có thể dùng được tương thức, được tương thích với tất cả các loại thiết bị. Đấy, và quan trọng nữa là dùng nó rất là bền. Đấy, đấy là hàng chính hãng, nó khác bọt ở chỗ đấy nha mọi người nhá. Đó, và hàng này thì ngày hôm nay về rất là nhiều luôn. Các bác nào cần cái dòng sản phẩm USB này thì có thể liên hệ trực tiếp với Quỳnh Phạm nhá. Và ngoài mẫu sản phẩm và ngày hôm nay em về hàng ra thì bên em có bán cả thẻ nhớ bán lẻ nữa. Và thẻ nhớ lẻ có loại ít ghi và loại nhiều ghi. Đó, chi tiết như nào thì các bác vui lòng kết bạn Zalo, Quỳnh Phạm sẽ báo giá về thẻ sau. Còn hiện tại ngày hôm nay thì em làm video này chỉ nói nguyên về USB Kingston thôi, để cho các bác chúng ta mua hàng thì chúng ta phân biệt và mua cho đúng sản phẩm, mất tiền mà không bị oan. Đấy, ok chưa? Đó, và ngoài mẫu sản phẩm phụ kiện này ra thì bên em đầy đủ các linh kiện và phụ kiện khác nữa tại kênh YouTube này. Các bác đang xem video đừng quên đăng ký kênh cho em nha. Loa đài âm ly săn bẫy đầy đủ và lưu ý nhận ra công lưới theo nhu cầu tất cả anh em. Đó, các bác đang xem video đừng quên chia sẻ bài viết giúp em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn các bác ở những buổi video lần sau.